Những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine và thế giới trong 24 giờ qua Israel xác nhận thiệt hại nhẹ trong cuộc không kích của Iran Thế giới thắng phục trước sức mạnh đánh chặn quá kỳ diệu Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả vào Israel Israel tuyên bố đáp trả mạnh mẽ chưa từng thấy sau khi bị Iran tập kích trong phần tin chiến sự Nga-Ukraine Đức viện trợ thêm Patriot cho Ukraine Ukraine đã tên lửa hành trình vào căn cứ Nga ở Lugan, nơi trú ẩn của quân xâm lược bị sang phẳng. Nhà báo Nga xác nhận cảnh gây sốc, mặt trận Krenki phủ đầy sắc lính Nga sau trận giao tranh ác liệt. và mở đầu là các tin tức về tình hình cuộc chiến đang diễn ra tại Trung Đông. Theo quý vị, lực lượng phòng vệ Israel IDF vào ngày 14 tháng 4 xác nhận nước này đã bắn hạ phần lớn máy bay không người lái UAV và tên lửa do Iran tiến hành phóng trong đêm, như chỉ một căn cứ quân sự duy nhất bị thiệt hại nhẹ về cơ sở hạ tầng, theo Times of Israel trong thông cáo báo chí vào sáng 14 tháng 4. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF Daniel Hagari cho biết Iran đã phóng hơn 200 UAV, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo về hướng Israel. Ông Hagari cho biết hầu hết các tên lửa đều bị hệ thống phòng không tầm xa Arrow đánh chặn trước khi chúng bay vào Israel. Ông nói thêm rằng các máy bay chiến đấu Israel cũng đã đánh chặn hàng chục tên lửa hành trình và hàng chục UAV. Chúng tôi biết có một đứa trẻ bị thương và một căn cứ của IDF ở miền Nam bị tấn công, nhưng thiệt hại đối với căn cứ của IDF ở miền Nam là nhỏ và chỉ ảnh hưởng về cơ sở hạ tầng, ông Hagari nêu rõ. Tuy nhiên, người phát ngôn quân đội Israel nhấn mạnh vụ việc vẫn chưa kết thúc, Bộ Tư lệnh mặt trận nội địa của IDF sau đó thông báo, người dân Israel trên toàn quốc không cần phải ở gần các không gian được bảo vệ, nhưng cho biết các hạn chế tụ tập và hủy bỏ mọi hoạt động dạy học, đi học vẫn có hiệu lực như đã thông báo trước đó. Theo kết quả chính thức từ người phát ngôn quân đội Israel, Iran đã phóng 331 tên lửa và máy bay không người lái vào Israel và đại đa số đều bị bắn hạ, cụ thể là 185 trên 185 hoặc 100% máy bay không người lái Kamikaze, 103 trên 110 hoặc 93,6% tên lửa đạn đạo, 36 trên 36 hoặc là 100% của tên lửa hành trình ghi nhận có 7 tên lửa đạn đạo đã rơi vào Israel, nhưng thiệt hại của nó gây ra là cực nhỏ. Một bé gái 10 tuổi bị thương nặng do mảnh vỡ. Điều đáng tiếc là bé gái đó đã không qua khỏi. Cả thế giới đều theo dõi hệ thống phòng thủ tên lửa và kỹ năng tác chiến của Israel trong cuộc tấn công của Iran đêm qua đã phải thúc lên rằng thật là một sự kỳ diệu. Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả vào Israel. Thưa quý vị, vài giờ sau khi cuộc phát động tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình vào Israel đêm qua, giới chức Iran tuyên bố kết thúc đòn đáp trả. Về phần mình, quân đội Israel khẳng định hành động đáp trả của nước này đối với cuộc tấn công trả đũa của Iran sẽ là cực kỳ thảm khốc. Thông báo trên mạng xã hội X, sáng sớm nay, ngày 14 tháng 4, Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc khẳng định đòn tấn công trả đũa cho cuộc không kích của Israel vào tòa lãnh sự Iran ở Syria vào hôm 1 tháng 4 đã kết thúc. Tuy nhiên, thông điệp đồng thời nêu rõ Israel tiếp tục phạm sai lầm. Đòn giáng trả tiếp theo của Iran sẽ thảm khốc hơn. Bên cạnh đó, phái bộ Iran cũng cảnh báo Mỹ tránh xa cuộc xung đột hiện nay. Về phần mình, quân đội Israel xác nhận, Iran đã phóng hơn 100 UAV cùng một số tên lửa trong cuộc tấn công nước này. Phần lớn số vũ khí trên đã bị lực lượng Mỹ và Anh tại khu vực bắn hạ trước khi chúng tiếp cận không phần Israel. Ít phút trước, Đại phát thanh quân đội Israel dẫn lời một quan chức nước này khẳng định, đòn đáp trả của Israel đối với cuộc tấn công của Iran sẽ cực kỳ là thảm khốc. Phản ứng về cuộc khủng hoảng, quân đội Ai Cập đã ban bố lệnh báo động với lực lượng không quân nước này. Trong khi đó, hai nước Iraq và Jordan quyết định tạm thời đóng cửa không phận. Nhiều quốc gia bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về sự leo thang căng thẳng giữa Iran và Israel, kêu gọi các bên kiềm chế, không để tình hình leo thang vượt tầm kiểm soát. Israel tuyên bố đáp trả mạnh mẽ chưa từng thấy sau khi bị Iran tập kích Thưa quý vị, tin tức cho hay, nội các chiến tranh của Israel đã thông qua một kế hoạch đáp trả chưa từng thấy đối với loạt tấn công UAV và tên lửa của Iran. Họ cũng yêu cầu người dân Israel hãy cảnh giác khi nhà nước Israel lên kế hoạch tấn công Iran. Kênh 12 của Israel dẫn lời một quan chức cấp cao Israel giấu tên cho biết, cuộc tấn công của Iran sẽ nhận lại một sự đáp trả chưa từng có tiền lệ. Ông này cũng cảnh báo người dân Israel chớ đi ngủ về những gì mà Israel sẽ gây ra cho Iran quân đội israel gọi tắt là idf trước đó cho biết iran đã tập kích đường không vào israel bằng hàng chục uav xuất phát từ lãnh thổ iran chiến đấu cơ của mỹ và anh đã bắn hạ một số uav bay qua không phận jordan syria và iraq Tuy nhiên, người ta nghe thấy nhiều tiếng nổ tại thành phố Jerusalem, hiện chưa có thông báo nào về thương vong. Trong một thông cáo vào cuối ngày 13 tháng 4, Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố, để đáp trả các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Iran và nguy cơ leo thang ở Trung Đông, chính phủ Anh đã và đang làm việc với các đối tác trong khu vực để giảm leo thang và ngăn ngừa các vụ tấn công trong tương lai. Chúng tôi đã triển khai thêm máy bay phản lực và máy bay tiếp nhiên liệu trên không của không quân hoàng gia tới khu vực này các máy bay Anh sẽ đánh chặn bất cứ cuộc tấn công trên không nào nằm trong tầm hoạt động của chúng tôi hiện nay. Theo quân đội Israel, còi báo động bắt đầu vang lên ở năm địa phương của Israel vào khoảng 18 giờ 47 phút, theo tin tức từ tờ Sky News. Cụ thể, thì IDF thông báo qua mạng Telegram rằng còi báo động được kích hoạt ở Jerusalem, vùng biển chết, vùng Samron và miền Nam Israel. Chuyển qua một vài tin tức cập nhật của chiến Nga-Ukraine. Đức viện trợ thêm Patriot cho Ukraine Theo quý vị, Đức thông báo sẽ viện trợ thêm một hệ thống Patriot cho Ukraine để giúp nước này phòng thủ tốt hơn trước các đợt tập kích của Nga. Đức sẽ lập tức chuyển giao thêm một hệ thống Patriot cho Ukraine để đối phó với các đợt tập kích của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo trên X hôm nay. Theo Pistorius, các đợt tập kích của Nga đang gây ra thiệt hại không thể đong đếm được về hạ tầng cho Ukraine, Cùng ngày, Thủ tướng Olaf đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tái khẳng định sự ủng hộ dành cho Kiev. Theo phát ngôn viên chính phủ Đức, hai nhà lãnh đạo bàn về việc Đức chuyển giao thêm Patriot và nhất trí. Các đối tác khác cần tăng cường nỗ lực để giúp Ukraine cải thiện năng lực phòng không, Tổng thống Zelensky cảm ơn Thủ tướng Son vì viện trợ thêm Patriot vào thời điểm quan trọng, kêu gọi lãnh đạo các nước khác hành động tương tự. Đây sẽ là tổ hợp Patriot thứ ba mà Đức cung cấp cho Ukraine kể từ khi chiến sự với Nga bùng phát vào tháng 2, 2022. Động thái diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang gặp phải nhiều bất lợi. Còn lực lượng Nga tăng cường tập kết hạ tầng năng lượng của nước này. Patriot được kỳ vọng đó là vũ khí có thể thay đổi đáng kể cục diện trên bầu trời Ukraine, Nhờ năng lực chiến đấu vượt trội so với các hệ thống phòng không mà Washington từng chuyển giao cho Kiev, tuy nhiên thì giới chuyên gia cảnh báo Patriot không thể giải quyết được mọi vấn đề phòng không của Ukraine. Ukraine đã tên lửa hành trình vào căn cứ Nga ở Lugan, nơi trú ẩn của quân xâm lược bị sang phẳng. Theo quý vị, tại Lugan bị chiếm đóng, căn cứ quân sự Nga nằm trên lãnh thổ của nhà máy đã bị tấn công nặng nề Chiều thứ Bảy vào ngày 13 tháng 4, lucan bị chiếm đóng trung chuyển bởi một loạt vụ nổ mạnh. Mục tiêu của cuộc tấn công có lẽ là một nhà máy chế tạo máy. Người dân địa phương đang đưa tin rộng rãi về vụ tấn công trên mạng. Đoạn phim về hậu quả của cuộc đình công cũng xuất hiện. dialog ua đưa tin, khói dày hiện đang bốc lên trên lãnh thổ của nhà máy. Có thể nhìn thấy từ các khu vực khác nhau của thành phố, Rõ ràng một ngọn lửa mạnh đã bắt đầu từ đó. Các nhân chứng cho biết lính cứu hỏa và xe cứu thương đã nhanh chóng đến hiện trường. Những người chiếm đóng hiện đang im lặng. Được biết, nhà máy máy móc này từng được quân đội chiếm đóng liên bang nga sử dụng làm căn cứ. Có lẽ có thể có một nhà kho chứa đạn dược cho lực lượng vũ trang nga. Ngoài ra còn có thông tin cho rằng ở đó có một cơ sở sửa chữa thiết bị quân sự. Trở lại năm 2014, sau khi chiếm được Logan. Người Nga đã cướp doanh nghiệp này, đưa thiết bị về vùng Rostov. Để làm được điều này, họ đã sử dụng xe tải của cái gọi là đoàn xe nhân đạo. Lưu ý rằng Lugan nằm sâu trong hậu phương của quân đội chiếm đóng Liên bang Nga. Thành phố nằm cách tuyến liên lạc chiến đấu hơn 80 km. Hiện chưa rõ lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng gì để thực hiện cuộc tấn công. Lực lượng phòng vệ hiện vẫn im lặng. Trước đó, Dialog.ua đưa tin lực lượng vũ trang Ukraine đã phát động một cuộc tấn công attack MS mới nhằm vào người Nga gần Lugan. Một đoạn video về một vụ nấu mạnh đã được công bố. Nhà báo Nga xác nhận cảnh gây sốc mặt trận Krenki phủ đầy sắc lính Nga sau trận giao tranh ác liệt. Thưa quý vị, quân đội Nga đang chịu tổn thất nặng nề khi cố gắng giải tỏa đầu cầu Ukraine tại Krinky thuộc vùng Kherson, Tại khu vực làng Krenki ở tả ngạn vùng Kherson, Liên bang Nga phải gánh chịu tổn thất nặng nề đến mức mặt đất ở đó phủ đầy hài cốt. Nhà báo đối lập Nga Olesya Gerasimenko đã thẳng thắn nói về điều này trong một cuộc phỏng vấn với TV2 Medi. Krenki nằm trên bờ sông Dnieper, phía đông Kherson. Đây là một trong những đầu cầu của Ukraine ở tả ngạn khu vực mà quân đội Nga đã cố gắng phá hủy trong hơn 6 tháng qua. Trở lại tháng 2 năm 2024, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đã công khai nói dối ông Putin về việc giải tỏa đầu cầu này. Gần 2 tháng sau, lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục trấn giữ thành công, gây cho đối phương tổn thất nặng nề. Điều này được xác nhận trong cuộc phỏng vấn với Simenko, người có nhiều nguồn tin trong hàng ngũ lực lượng vũ trang Nga về khu vực này của mặt trận. Nhà báo Nga nói, lãnh thổ của Krynki chỉ là một bờ biển, một hòn đảo, một cánh đồng và dưới đáy sông tất cả đều được bao phủ bởi xác và xương, bởi vì điều này đã được xảy ra 6 tháng rồi. Sự thừa đề tích cực đã bắt đầu từ đâu đó vào tháng 10, vì máy bay không người lái, pháo binh, có quá nhiều người thương vong ở đó, không ai đưa những người bị thương ra khỏi đó, không thể đưa họ ra ngoài dưới làng đạn pháo, và khi có thể thì người đó đã chết. Nguồn tin của tôi hầu hết đều từ hướng này và những câu chuyện của họ khiến tôi phát ốm. Nhà báo người Nga nói thêm, Olesya nói rõ rằng Quân đội Nga từ chối thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu một cách ồ ạt và họ phải chịu tra tấn và thậm chí là hành quyết. Tất cả họ đều nói với tôi, chúng tôi không biết chiến tranh là gì, tại sao tất cả họ đều bị trừng phạt ở đó, bị bỏ mặt trong giá lạnh, bị trói vào gốc cây, bị bỏ vào hố, vân vân. Họ từ chối chiến đấu, nhiệm vụ, từ chối tấn công bởi vì nếu bạn đi một vài lần và sống sót, bạn hiểu rằng bạn sẽ không sống sót ở đây lần thứ ba. Theo họ, vì có quá nhiều trạm kiểm soát ở cả hai, và đây cũng là cái chết chắc chắn. Họ từ chối và ngồi vào cái hố này. Trước đó, Dialogue.ua đưa tin những người chiếm đóng Nga gần Kroenki bắt đầu nhận ra rằng người Ukraine đang xây dựng căn cứ vững chắc của họ ở đó. Lực lượng thuyết quân lục chiến Ukraine đã đánh bại cả cuộc tấn công của Nga ở Kroenki. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung và tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv.com. Một lần nữa, đội ngũ chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.